Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Ngày hôm nay, hãy cùng Xe Đạp Xanh tìm hiểu về chủ đề tại sao cha mẹ nên để con mình đi xe đạp từ sớm. Đây chắc chắn là một chủ đề được các bậc cha mẹ rất quan tâm. Với việc tập xe đạp cho bé từ sớm sẽ giúp bé có được một sức khỏe tốt hơn, sức khỏe dẻo dai hơn, khi hoạt động phải dùng đến sức nhiều. Tập xe đạp là một điều cần thiết cho bé khi ở những độ tuổi đầu và đem lại những khả năng xử lý các tình huống cho bé tốt hơn với môi trường xung quanh. Ngày nay có rất nhiều dòng xe và mẫu mã khác nhau cho bé, và hầu như bé nào cũng có riêng cho mình một chiếc xe. Đây là điều khá đáng mừng. Tuy nhiên nhiều ba mẹ cũng lo ngại vì mua xe đạp trẻ em cho bé, thì chỉ đi được 2, 3 năm rồi sau bé lớn lên lại bỏ một xó. Đối với dòng xe đạp gấp nhỏ gọn như Java X3, Java X1 Auto, Magui C412 thiết kế chiều cao cọc yên và tay lái có thể nâng hạ, thì nỗi lo ngại của bố mẹ đã được giải quyết. Tập đi xe đạp cho bé từ sớm có lợi ích gì? Khi bé trưởng thành, gia đình có thể để bé tự mình tham gia các hoạt động cá nhân ở trường và xã hội tốt hơn. Những cảm giác lạ và thích thú khi lần đầu tiên sở hữu một chiếc xe đạp, tự mình điều khiển chiếc xe đạp bé sinh của mình, đơn giản là sự thú vị và niềm vui. Những lần được tự mình đi đâu đó bằng xe đạp, khám phá mọi thứ xung quanh, những hoạt động đa dạng, những tiếng cười, những lần ngã đau sẽ giúp bé lớn hơn. Thể chất sức khỏe được cải thiện, cộng với khả năng hoạt động và sự phát triển của bé có thể đem lại những hoạt động tăng sự dẻo dai. Khả năng vận động các môn thể thao sức bền được cải thiện, cộng đối với những bé sức khỏe yếu, xe đạp có thể giúp bé điều chỉnh được hơi thở và nhịp tim của mình. Hoạt động của bé hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, tinh thần và sự tập trung trong hoạt động tốt hơn. Khi bé điều khiển xe đạp, bé có thể phân tích được mình phải lái như thế nào, sử dụng tay lái ra sao, hoạt động của xe như thế nào, những tình huống có thể xảy ra, tạo cho bé suy nghĩ và phân tích khi đưa ra các hướng giải quyết cho mình khi điều khiển chiếc xe đạp. Sự kết nối giữa các thành viên tăng lên. Xe đạp được thiết kế với nhiều tính năng và kích thước khác nhau để mọi người trong gia đình có thể lựa chọn cho mình chiếc xe phù hợp. Những chiếc xe đạp gia đình có cùng tông màu, kiểu dáng lớn nhỏ giúp bé có nhiều khả năng đem lại các hoạt động cùng nhau, các hoạt động thể thao cùng nhau, các trò chơi cùng nhau khi đi ra ngoài cùng với gia đình là sự lựa chọn hoàn hảo, tạo nên những tiếng cười tốt cho cộng đồng và môi trường xung quanh. Không tiếng ồn nã, không có khói bụi, hoạt động đem lại sự yên tĩnh và sự thoải mái khi sử dụng. Chiếc xe đạp trẻ em sẽ giúp bé giao tiếp với môi trường xung quanh, những người có cùng hoạt động khi tham gia cùng mà bé gặp khi lái xe đạp đi chơi, biết bảo vệ môi trường xung quanh hơn để có một môi trường xanh sạch hơn, mang tính cộng đồng. Khả năng giao tiếp được hình thành khi bé đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, những hoạt động của mọi người mà bé gặp ở nơi công cộng. Tính kết nối, khả năng tự tin khi giao tiếp với người lạ hay kết bạn mới gặp. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share, đăng ký kênh để Xe Đạp Xanh ra nhiều nội dung hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại.